Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Nữ hoàng băng đĩa đình đám là người tình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Kim Tử Long giờ ra sao? Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh từng là người tình ăn ý trong nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Kim Tử Long. Hiện nay, Tài Linh đang sinh sống và làm chủ một tiệm neo ở Mỹ. Vào thập niên 1990, series đĩa mưa Bùi từng gây sốt trên thị trường và góp phần giúp không ít nghệ sĩ cải lương bước sang một giai đoạn mới và chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Thành công của mưa Bùi cũng gắn liền với cái tên tuổi chẳng đường hoạt động nghệ thuật đáng nhớ của nghệ sĩ ưu tú Tài Linh. Không chỉ là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh còn được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa mưa bụi. Với việc sở hữu lượt sản phẩm băng đĩa lớn và được đông đảo khán giả đón nhận. Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 chị em, Tài Linh chính là con gái cưng của chủ tiệm may Âu Phục Ngọc Châu lừng lẫy một thời. Trong giai đoạn kinh tế gia đình gặp khó khăn khi bà qua đời, Tài Linh từng phải theo chị gái đi làm nhân viên bán và soát vé. Một dịp tình cờ, cô đã có cơ hội gặp gỡ và được nghệ sĩ Lan Chi, Thúy Lan dạy cho hát cổ nhạc. Sau này có điều kiện, Tài Linh xin theo học nghề từ nhạc sĩ Duy Khanh. Khi bước vào con đường chuyên nghiệp, Tài Linh được rất nhiều đoàn cải lương mời về làm đào chính, đi lưu diễn thường xuyên và góp mặt liên tục trong các vở diễn lớn. Có một thời, Tài Linh được săn đón đến mức mỗi lần cô xuất hiện lại được đông đảo khán giả vây kín, xin chữ ký và hình ảnh được quảng bá trầm rộ trên đường phố. Ngoài thể hiện được đa dạng các vai diễn, Tài Linh còn là bạn diễn ăn ý, gắn bó lâu năm nhất với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chọn cái lương để duy trình hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm nổi tiếng. Nhưng sau khi nhận được sự động viên của nhà sản xuất Hữu Minh, Tài Linh đã mảy dàn thử sức thêm với thể loại nhạc trữ tình Bolero. Ở những sản phẩm đầu tiên của Mưa Bùi, Tài Linh nhanh chóng trở thành một hiện tượng hát tân nhạc được đông đảo khán giả trong nước, hải ngoại đón nhận. Sau này, các băng đĩa nhạc của Tài Linh kết hợp với tỉnh Văn, Kim Tử Long tiếp tục gây được tiếng vang lớn. Sức ảnh hưởng và độ phụ sóng của Tài Linh với Tân Nhạc đã giúp cô được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa mưa bụi. Riêng với Kim Tử Long, anh may mắn kết hợp với đàn chỉ hơn 10 tuổi trong hàng loạt các bài hát, nhạc hoa, lời Việt, tân cổ, cùng với năm mười vở cái lương. Những clip hát tân nhạc Bolero cùng với sự kết hợp giữa Tài Linh và Kim Tử Long, Đình Văn từng gây chốt vào thập niên 90. Trong quá trình làm việc, Kim Tử Long đánh giá Tài Linh là người rất kỹ tính, chuyên nghiệp, nhưng đời thường lại giản dị, hiền lành và kiến tiếng chuyển đời tư. Năm 2004, Tài Linh sang Mỹ định cư, 3 năm đầu lập nghiệp ở vùng đất mới, cô chọn công việc làm neo để kiếm thêm thu nhập. Khi cuộc sống ổn định, Tài Linh mới đi diễn trở lại ở trong một số chương trình phù hợp. Trải qua thời gian dài vắng bóng trong một chương trình truyền hình, Kim Tứ Long tiết lộ, đàn chỉ giờ đang là bà chủ của một tiểu neo tại Mỹ và có cuộc sống hôn nhân đầy đầm ấm. Do bận rộn việc kinh doanh, hiện tại Tài Linh ít đi hát hơn xưa. Đầu năm 2019, cô có trở về Việt Nam để đi từ thiện, nhưng không tái xuất trong chương trình biểu diễn nào cả. Hiện tại, tài linh không sử dụng mạng xã hội, nhưng cô vẫn được một nhóm khán giả hâm mộ lập fanpage hồi nhóm để bày tỏ sự yêu thích bằng việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sản phẩm trong kỷ niệm. Theo bật mí của Kim Tử Long, cách đây không lâu, đàn chị từng gắn bó với anh đang có cuộc sống đầy yên ấm, hạnh phúc bên trời tây.